Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá giờ giấc ngày hôm nay, ngày 18 tháng 5 năm 2024, cùng kênh Mê Bóng Đá. Hai thế lực ở Serie A muốn chiêu mộ Greenwood. Manchester City thất vọng khi theo đuổi Dujar. Real Madrid hết hứng thú với Alphonso Davies. Hãy cùng cập nhật bản tin nóng chuyển nhượng bóng đá giờ giấc ngày hôm nay cùng kênh Mê Bóng Đá thưa quý vị. Pochi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên Hirlandin. Mới đây, cựu ngôi sao MU Van Persie đã được bổ nhiệm lên cương vị huấn luyện viên trưởng Hirlandin. Hợp đồng giữa Van Persie và Heerenveen có thời hạn 2 năm. Đội chủ sân AB Lenstra cũng là câu lạc bộ đầu tiên của cựu danh thủ người Hà Lan trên cương vị huấn luyện viên. Manchester City thất vọng khi theo đuổi Dujar. Manchester City chuẩn bị phải chịu thất vọng khi theo đuổi tài năng trẻ Raúl Dujar của Valencia. Theo AS, thần đồng người Tây Ban Nha sẽ ký hợp đồng mới với Valencia và ở lại câu lạc bộ để tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình. Được biết, Real Madrid và Barca cũng nằm trong số những đội sẽ bỏ lỡ tài năng này. Hai thế lực ở Serie A muốn chiêu mộ Greenwood. Theo cập nhật từ Corriere dello Sport, hai ông lớn bóng đá Italia quan tâm đến tương lai chân sút người Anh. Tương lai của Greenwood bỏ ngỏ khi thị trường chuyển nhượng hè 2024 chuẩn bị mở cửa. Mùa giải năm nay, tiền đạo người Anh gây ấn tượng trong màu áo Zetafe. Theo báo chí Tây Ban Nha, Zetafe có kế hoạch tiếp tục hỏi mượn Greenwood thay vì mua đứt chân sút 22 tuổi. Về phía MU, Quỷ Đỏ mong muốn bán đứt Greenwood thay vì đem anh cho mượn. Hợp đồng giữa ngôi sao sinh năm 2001 và MU sẽ đáo hạn vào năm 2025. Quỷ Đỏ cần nhanh chóng chốt tương lai Greenwood nếu không muốn lâm vào kịch bản mất trắng Anh. Greenwood không thiếu những bến đỗ tiềm năng nếu chia tay MU. Theo cập nhật mới nhất từ Corriere dello Sport, hai đội bóng lớn Juventus và Napoli quan tâm đến Greenwood. Mức phí chuyển nhượng của Greenwood vào khoảng 50 triệu euro. Tiền đạo người Anh hứa hẹn trở thành bản hợp đồng đáng chờ đợi đối với Juventus và Napoli. Greenwood khó có khả năng quay trở lại thi đấu cho MU sau khi dính vào scandal tai tiếng. Tiền đạo 22 tuổi cần tìm kiếm bến đỗ mới. Serie A sẽ giúp Greenwood lấy lại sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Lý do thương vụ Amorim đến Liverpool đổ bể. Nhà báo Christian Ford của tờ Bild tiết lộ lý do Ruben Amorim không làm huấn luyện viên trưởng Liverpool. Sau khi Jurgen Klopp tuyên bố ra đi, Liverpool lập tức tìm kiếm huấn luyện viên mới. Ban đầu, nhiều nguồn tin khẳng định Amorim là ứng cử viên số 1 cho vị trí ghế nóng tại sân Anfield. Trong khi đó, The Athletic xác nhận ban lãnh đạo Liverpool ngưỡng mộ tài năng của vị thuyền trưởng trẻ tuổi. Được Klopp đánh giá cao Amorim khi ông áp dụng khoa học thể thao để cung cấp thông tin cho quá trình tập luyện và nâng cao thể lực các cầu thủ. Việc làm này phù hợp với chiến lược của đội bóng. Huấn luyện viên 39 tuổi cũng sẵn sàng đón nhận thử thách mới ở Anh. Tuy nhiên, thương vụ bất ngờ đổ bể. Sau đó, Liverpool chuyển hướng sang huấn luyện viên Ancelotti và thành công. Nhà báo Christian Ford của tờ Bild tiết lộ, mọi thứ đã được đàm phán và bản hợp đồng đã sẵn sàng để được ký kết. Sporting Lisbon lẽ ra sẽ nhận được mức phí chuyển nhượng 10 triệu euro như đã thỏa thuận. Tuy nhiên, chủ tịch của Sporting Lisbon, Jerry Varanda được cho là đã thay đổi quyết định vào phút cuối. Đột nhiên, ông ấy yêu cầu 20 triệu euro, tự động tăng gấp đôi giá. Liverpool không muốn như vậy. Điều đó thật cay đắng đối với Amorim, người rất muốn trở thành người kế nhiệm Jurgen. Chelsea chốt giá tiền đạo mới. Mùa giải năm nay, Nico Williams chơi rất tốt trong màu áo Bilbao. Anh có 4 bàn và 10 kiến tạo sau 29 lần ra sân ở La Liga. Cầu thủ sinh năm 2002 có thể chơi tốt ở cả cánh trái và cánh phải. Sau Barca thì Chelsea cũng gia nhập cuộc đua giành chữ ký của cầu thủ chạy cánh Tây Ban Nha. Theo Marca, Bilbao sẽ không bán rẻ ngôi sao Nico Williams cho Chelsea ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Theo đó, đội bóng của Tây Ban Nha muốn 55 triệu euro cho ngôi sao của mình. Đây là số tiền giải phóng của Williams với đại diện của La Liga. Chelsea hiện đang muốn trả khoản phí mà Bilbao yêu cầu thành nhiều đợt, nhưng chưa biết đội bóng này có chấp nhận hay không. Vâng, và trước khi tiếp tục video thì các quý vị đang xem video thấy hay thì like, comment và đăng ký ủng hộ kênh với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Ortega cân nhắc rời Man City. Theo Paul May, thủ thành Steven Ortega đã và đang cân nhắc rời Man City sau mùa giải này để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên. Dù tỏa sáng ở nhiều thời điểm nhưng thủ môn người Đức không hài lòng khi chỉ là lựa chọn dự phòng cho Ederson ở Etihad. Dù vậy, anh vẫn còn cơ hội thể hiện ở hai trận đấu quan trọng với bố tạ tại EPL và MU ở FA Cup. Ederson gặp chấn thương và Ortega sẽ được ra sân. Sau Leeds đắt khách trên thị trường chuyển nhượng. Leeds đã vào trận chung kết thăng hạng, đối thủ của họ là Southampton hoặc West Brom. Nếu Leeds thất bại trong nỗ lực trở lại giải Ngoại hạng Anh, họ sẽ phải bán một số cầu thủ do lo ngại về các quy định tài chính. Theo Daily Mail, Vincent Kosoumeville là người có nhiều khả năng ra đi cao nhất. Chelsea đã theo dõi Kosoumeville, nhưng họ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Liverpool, Newcastle United và Aston Villa. Kosoumeville được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải vào tháng trước và Leeds sẽ yêu cầu mức phí khoảng 35 đến 40 triệu bạc. Cầu thủ chạy cánh 22 tuổi người Hà Lan đã ghi 19 bàn thắng và 9 đường kiến tạo sau 43 trận ở Champions League mùa này. Newcastle đưa ra lời đề nghị trị giá 15 triệu bảng cho giám điều. thủ môn Evan Zamdale của Arsenal được cho là đã lọt vào mắt xanh của Newcastle United và những chú chim chích chòe sẽ cố gắng hoàn tất việc ký hợp đồng với cầu thủ dự bị của Arsenal vào mùa hè này. Theo Telegraph đưa tin rằng SD Howe, người từng làm việc với Zamdale ở Bournemouth, rất muốn đưa cầu thủ 26 tuổi này đến STG Park để cạnh tranh trực tiếp với Nick Bow trong khung thành. Thỏa thuận này được cho là sẽ tiêu tốn của câu lạc bộ phía Bắc khoảng 15 triệu bạc. Real Madrid hết hứng thú với Alphonso Davies. Real Madrid đã được liên hệ với Alphonso Davies của Bayern trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, nguồn tin từ Kobe cho biết Los Blancos đã rút khỏi thương vụ này. Thay vào đó, Real nhắm tới Miguel Gutierrez, cầu thủ đang tỏa sáng ở Girona mùa này. Cũng theo nguồn tin này, Real Madrid đã dừng theo đuổi trung vệ Leniro của Lille. Real quyết định đặt niềm tin vào cầu thủ trưởng thành từ học viện của mình là Rafa Marin. Sao trẻ này đang gây ấn tượng với huấn luyện viên Carlo Ancelotti và các đồng nghiệp với quãng thời gian thi đấu theo dạng cho mượn ở Alaves. Man U đàm phán chiêu mộ Á quân World Cup giá $0. Theo Gazzetta dello Sport, Quỷ Đỏ đã có những cuộc thương thảo nhằm chốt điều khoản cá nhân với ngôi sao người Pháp. MU dự kiến sẽ thực hiện công cuộc cải tổ nơi hàng tiền vệ. Ngoài việc trả Amrabat về lại Fiorentina, họ cũng cân nhắc chia tay cặp đôi lão tướng Christian Eriksen và Casemiro để tạo điều kiện bổ sung những ngôi sao mới vào đội hình. Theo nguồn tin từ Gazzetta dello Sport, MU đang nối lại mối liên kết với Adrian Rabiot. Họ đã mở cuộc đàm phán với người đại diện đồng thời cũng là mẹ anh, Veronique, để xúc tiến thương vụ. MU từng dành sự quan tâm đặc biệt cho Rabiot vào hè 2022. Họ thậm chí đã đạt thỏa thuận với Juventus, nhưng cuộc thương thảo về điều khoản cá nhân không được thông qua. Vì vậy, cựu ngôi sao PSG đã ở lại Turin và ký vào bản hợp đồng 1 năm tại đây. Tuy nhiên, trong bối cảnh Rabiot sắp trở thành cầu thủ tự do khi mùa giải khép lại, MU muốn biến anh trở thành món hời của họ. Việc sở hữu Rabiot với mức phí $0 sẽ giúp MU đảm bảo các quy định về lợi nhuận và tính bền vững của Premier League, nhờ đó có thể mở ra cơ hội chiêu mộ thêm những ngôi sao khác. Nhưng họ sẽ phải cạnh tranh với Bayern Munich để giành chữ ký chân truyền sinh năm 1995. Owen kiến nghị tân binh cho MU. Cựu tiền đạo MU Michael Owen cho rằng Eberachi Eji và Olise sẽ là những sự bổ sung chất lượng cho đội chủ sân Old Trafford. Tôi nghĩ Olise và Eji sẽ là những bản hợp đồng tốt cho MU. Tôi thích họ. Thành tích của Crystal Palace khi có và không có họ là sự khác nhau rất lớn. Tôi thấy điều đó. Olise và Eji còn trẻ, họ sở hữu những tố chất của một cầu thủ chạy cánh hàng đầu. Theo quan điểm của cá nhân tôi, hai cầu thủ này đủ sức để chơi cho những đội bóng hàng đầu. Tất nhiên, để có họ sẽ phải chi một số tiền lớn. Ba cầu thủ Brazil nên tìm cách rời MU và Arsenal. Rivaldo đã thúc giục Casemiro và Antony rời MU vào mùa hè này và nói rằng Gabriel Jesus cũng nên tìm cách rời khỏi Arsenal. Allegri bị Juventus sa thải. Thời gian của Allegri tại Juventus đã kết thúc khi mùa giải vẫn còn 2 trận chưa đá. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, huấn luyện viên của Juventus đã bị sa thải và sẽ rời câu lạc bộ ngay lập tức. Huấn luyện viên Bologna, Thiago Motta, là người được yêu thích tiếp quản Allegri sau một mùa giải ấn tượng với đội bóng Serie A. Chúng tôi chuyên tài khoản chuyên chạy sách, chạy giờ, cung cấp kênh bật kiếm tiền view rất tự nhiên, kháng các thể loại kênh. Gà sạch giá chỉ 500k một tài khoản, 1.000 sắp thường giá chỉ còn 200k, 1.000 sắp thật giá chỉ còn 400k, 4.000 giờ thường giá chỉ còn 2.200k, bảo hành 7 ngày, 4.000 giờ thật giá chỉ còn 3.500k, bảo hành vĩnh viễn. Kênh bật kiếm tiền view sub tự nhiên, giá chỉ còn 5.5 triệu. Kênh đủ giờ và sub, giá chỉ còn 3.5 triệu. Khám kênh sử dụng nội dung và các thể loại, giá chỉ còn 800k. Tư vấn đi đúng đường nhanh chóng bật kiếm tiền, các vấn đề YouTube, 500k cho một cuộc gọi. Liên hệ ngay 0352 267 668 để hỗ trợ tư vấn nhanh chóng và tận tình. Thưa quý vị và các bạn, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại tin nóng chuyển nhượng bóng đá hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.